Mặc dù sống trong ngôi biệt thự triệu đô, nhưng cuộc sống giản dị của Hà Tăng khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ. Mặc dù là hạn chế tham gia các hoạt động của showbiz để chăm sóc cho gia đình nhỏ, nhưng Hà Tăng vẫn là cái tên được công chúng đặc biệt quan tâm. Có thể thấy, mặc dù làm dâu nhà hào môn nhưng Hà Tăng lại có cuộc sống khá giản dị, ít khi khoe khoang sở hữu đồ hiệu, mà chỉ chăm khoe những hoạt động thường ngày chuẩn người phụ nữ của gia đình. Mới đây, bà xã Lưu Ích Nguyễn còn khiến không ít người bất ngờ khi tiết lộ sở thích vào mỗi buổi sáng. Cụ thể, Hà Tăng đã tung loạt ảnh đang chăm sóc cây trái trong khu vườn nhỏ ở biệt thự triệu đô. Đặc biệt, người đẹp còn tỏ ra rất hào hứng để chứng minh tài chăm vườn khéo léo, bằng cách chụp lại tất cả thành quả là cây nào cũng xây quả để khoe với người hâm mộ. Không cần quá cầu kỳ, sang chảnh, cuộc sống giản dị và thoải mái của Hà Tăng khiến dân tình vô cùng ngưỡng mộ và ước ao. Sáng ra, Hà Tăng đã hào hứng khoe khu vườn cây trái triệu quả bên trong biệt thự triệu đô bên. Trong ngôi biệt thự triệu đô, Hà Tăng dành nhiều không gian để trồng cây và chăm sóc cực khéo khu vườn xanh mát và đầy cây trái của bà xã Lưu Ích Nguyễn. Video liên quan mặc dù làm vợ đại gia, nhưng Hà Tăng lại có cuộc sống khá giản dị và thoải mái. Không chỉ thế, Hà Tăng còn dạy con trai chăm vườn để bé học tự lập theo Lam trên trí thức trẻ Let's Play Blog.